thì nó sẽ bị vòng tròn giống như cái vết này nè. Vết này là lấy nhân mụn nó còn thiếu, nó còn sót cái chân lại nó bị viêm nè. Bây giờ chị sẽ xử lý lại cái cục này xong rồi những cái cục xung quanh cũng xử lý luôn. Nhưng nhân mụn này rất là nó rất là sâu mọi người ha, nên là phải có kỹ thuật tốt mới lấy được cái mụn này. Nhìn bề ngoài giống như vậy, mọi người lấy không đúng kỹ thuật là rất là dễ bị thâm. Nhưng mà cho mọi người coi thế nào là lấy mụn đỉnh của chóp nha. Cái này thì xử lý thì mình đi lấy mụn xong rồi mình về nhà mình dưỡng ẩm, mình chăm tẩy cho chết thì da mình nó sẽ cải thiện nha mọi người. Chịu khó dưỡng ẩm vô, tại vì cái này là phần da mà nó bị mụn ẩn giống vậy là do mình đổ dầu nhiều quá, cái lượng dư thừa nó bít tắc ở trên da của mình á, thì mình không có vệ sinh thì nó sẽ khiến tình trạng da mình bị giống như vậy. Như là mình không có chăm tẩy cho chết, hoặc là sản phẩm cái sữa rửa mặt mình xài ở nhà nó không có đủ sạch thì mình đi lấy mụn rồi về thì mình phải dưỡng lại cái routine chăm sóc da của mọi người ổn thì nó mới hạn chế tái lại mụn, cái dạng mụn này ha. Này nó có, thường là sẽ có hai cái chân mụn luôn nha mọi người, một cái chân mụn cứng và nó có thêm một cái vết dài dưới nè mọi người thấy không. Đó, phải lấy được hết những cái chân mụn ra thì da mọi người nó mới không có bị viêm lên. Thường là nếu mọi người tự lấy ở nhà lấy được cái phần trên thôi, còn cái phần dưới giống như vậy thì mọi người không có lấy được hết, thì không lấy được hết đương nhiên nó sẽ bị viêm hoặc nó sẽ bị chai, lấy nhưng mà nó sâu nó dài chưa, tự lấy ở nhà sao hết chân được đúng không. Nó như thế này mới là hết chân nè.
Ê, sau ngày sinh nhật em mới biết là thằng Tin nó hủy kết bạn với em luôn. Không, còn tất cả với mọi người chỉ có trừ em thôi.